19. Vì vậy, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã quyết định lấy chủ đề năm 2020 đó là đã uống rượu bia không lái xe, nhằm thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cũng như là đưa luật phòng chống tác hại của rượu bia đến gần hơn với người dân. Bên cạnh những việc làm chung thì cũng có những điểm nhấn, ví dụ như là chính phủ đã chỉ đạo cho Bộ Công an cũng như các bộ ngành trong thời gian ngắn xây dựng và ban hành nghị định số 100. Lần đầu tiên, Quốc hội đã bỏ phiếu hai lần cho một điều khoản, đó là cấm tuyệt đối người sử dụng các phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong máu. Điều này thể hiện quyết tâm của Quốc hội cũng như sự chung sức chung tay hành động của cả hệ thống chính trị các cấp và các lực lượng chức năng có liên quan. Tuy nhiên thì theo thống kê năm 2019, trong 9 tháng đầu năm thì vẫn có khoảng 4.400 vụ tai nạn do bia rượu gây ra, trong đó thì khoảng 80-90% là do nam giới điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia. Thời gian gây ra tai nạn là từ khoảng 18 giờ đến 24 giờ và tăng nhiều hơn vào các ngày cuối tuần. Trong đó thì phương tiện là xe máy chiếm 70-90%. Tỷ lệ thực khách sử dụng phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia tại các nhà hàng, quán nhậu là 68%, và trong đó thì có 40% là gây ra tai nạn. Chị kỳ vậy trời. Tự nhiên. Ê, đứng đây chi vậy cha nội? Có một chị đâu, tôi đứng đây từ đó giờ mà. Đứng đây từ hồi đó giờ? Ừ. Trời đất mẹ ơi, nghĩ sao có ông nội đồng điên điên giữa trời chưa nắng đứng giữa ngã tư từ hồi đó giờ. Ê mà rồi bằng cái bộ đồ gì kỳ vậy cha nội? Có gì đâu kỳ, bình thường mà. Vậy đó ông kỳ, bẩn bộ đồ y như cái cây cột đèn giao thông đó ông kỳ. À coi kìa. Ê, cái gì đỏ đây? Máu đó. Máu? Ừ. Của ai? Của ông đó. Gì mất mất của tôi cho nội, nghĩ sao của tôi, làm gì máu loãng nhắc vậy? Máu loãng á, này là máu của mấy ông nhậu nhẹt be bét nên nó mới loãng, mới nhạt vậy nè. Ủa vậy nếu như mà tôi không nhậu nhẹt là máu tôi đỏ tươi hả? Nếu như mà ông không nhậu nhẹt á thì ông đã tỉnh táo, ông không có đâm vô tôi rồi. Ủa bình thường tôi lái xe cũng rất là dữ dội chứ bộ, tôi là tay lái lội chứ. Nói chuyện với cha này sảng xí, thôi đi về. Đứng lại. Đi từ nãy giờ là tôi chóng mặt lắm rồi. Bây giờ tới tôi. Để tôi nói cho ông nhớ ha. Có phải hôm qua ông đi nhậu ở nhà người bạn ông về đúng không? Ừ, đúng rồi. Ông đi chiếc quay 110 đúng không? Ừ, đúng luôn. Còn nữa, chiếc quay đó không phải là xe của ông, mà ông mượn của ông Năm bạn ông. Đúng chưa? Ừ, đúng rồi, xe của... Ông khác y như cái xe luôn. Trời đất ơi, nói vậy là tôi chết rồi hả? bình tĩnh. Cái việc bây giờ đó là ông phải bình tĩnh. Nè, đứng thẳng lên, vui vẻ, phấn khởi lên, đi theo tôi. Đi